Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ tháo cái lo hạt năng cao lên GoPlay để thay pin cho một khách. Thì cái lo này mình sẽ mod pin lên là 6000, gấp đôi dung lượng thực của cái lo GoPlay là 3000 nha. Còn cái lượng chơi nhạc thì nó có thể tùy vào cái nhu cầu của các bạn nữa. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra trước. Thì đầu tiên là mình sẽ tháo hai cái màn lo, hai mặt lưới ra trước. Nhưng mà tháo cái này nó có cái khớp nha. Đây là một cái mặt nè, mặt trước nè. Ông lên khách này chắc chưa giờ tháo lên, bụi dính rất là nhiều. Thì các bạn xài thì bạn nên vệ sinh nha, khoảng 6 tháng các bạn nên vệ sinh lần. Không là cái bụi sẽ cái ron nó bị hở, cái ron của nó sẽ bị rè, bị xì. Đây là cái mặt thứ hai, mặt phía sau. Thì khi mà mở ra các bạn nên chú ý những cái núm này nha, nên coi đừng làm rớt. Đó, đó chắc chắn mùa sẽ không có rồi. Phía sau là sẽ cái một cái nắp đậy sạc đây. Okay. Rồi, trước tiên khi mà các bạn muốn mở cái lo này ra thì các bạn sẽ mở hết nguyên dàn ốc dưới đáy ra. Mọi thấy được không? Thấy. Các bạn nên nhớ vị trí của những con ốc nhỏ lớn nha. Đây thì nó xài khoảng 3 loại ốc. Mặt dưới thì khá là nhiều ốc. Tháo hết vành ốc này ra, chúng ta tiếp tục tháo bốn mỗi bên hai con bên đây và hai con bên đây nữa nhé. Hai bên đây thì ốc bự. Mặt nhặt nó không xúc. Rồi, xong mình sẽ mở cái nắp ra trước. Bạn nên dùng cái vít mà có cán dẹp hoặc là những cái cua ra mở ra nha. Đây là cái nắp, cái đáy của con tham lanh tình buộc đây. Đây là mặt đáy nha, pin pin nằm ở đây chưa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tháo hết nguyên dàn 6 con ốc này ra, 5 con ốc này ra. Tiếp tục, các bạn muốn gỡ này ra thì các bạn phải mở cái mặt sau này ra nữa nha. Các bạn phải gỡ hết dàn ốc này ra. Rắc. Tháo cái mặt dưới lên nè. Thì khi mà muốn nó ba cái sợi dây, các bạn tháo từ từ ra.